Chương 6. Ấy vậy, vì chúng tôi làm việc với Chúa, nên xin anh em chớ chịu ơn Đức Chúa Trời luống không, vì Ngài phán rằng, ta đã nhậm lời ngươi trong thì thuận tiện, ta đã phù hộ ngươi trong ngày cứu rỗi. Kìa, hiện nay là thì thuận tiện, kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi. Chúng tôi chẳng làm cho ai vấp phạm, hầu cho chức vụ mình khỏi bị một tiếng chê bai nào, nhưng chúng tôi làm cho mình đáng trượng trong mọi sự, như kẻ hầu việc Đức Chúa Trời, bởi lòng nhịn nhục lắm trong những sự hoạn nạn, thiếu thốn, khốn khổ, đòn vọt, lao tù, rối loạn, khó nhọc, tỉnh thức, kiên ăn, bởi sự thanh sạch, thông biết, khoan nhẫn, nhân từ, bởi Đức Thánh Linh, bởi lòng yêu thương thật tình, bởi lời chân thật, bởi quyền phép Đức Chúa Trời, cầm những khí giới công bình ở tay hữu và tay tả, dầu vinh, dầu nhục, dầu mang tiếng xấu, dầu được tiếng tốt, ngó như kẻ phỉnh dỗ, nhưng là kẻ thật thà, ngó như kẻ xa lạ, nhưng là kẻ quen biết lắm, ngó như gần chết, mà nay vẫn sống, ngó như bị sửa phạt, mà không đến chịu giết, ngó như buồn rầu, mà thường được vui mừng, ngó như nghèo ngặt, mà thật làm cho nhiều người được giàu có, ngó như không có gì cả, mà có đủ mọi sự. Hỡi người Corinto, miệng chúng tôi hả ra vì anh em, lòng chúng tôi mở rộng, chẳng phải chúng tôi hẹp hòi đãi anh em, nhưng ấy là lòng anh em tự làm nên hẹp hòi. Hãy báo đáp chúng tôi như vậy, tôi nói với anh em như nói với con cái mình, cũng hãy mở rộng lòng anh em. Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin, bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? Đấng Christ và Belial nào có hòa hiệp chi, hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? Có thể nào hiệp đền thờ Đức Chúa Trời lại với hình tượng tà thần? Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, như Đức Chúa Trời đã phán rằng, ta sẽ ở và đi lại giữa họ, ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ, và họ làm dân ta. Bởi vậy Chúa phán rằng, hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế, thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi, ta sẽ làm cha các ngươi làm con trai, con gái ta. Chúa toàn năng phán như vậy.